Xin chào tất cả các mẹ. Rất là nhanh đúng không ạ? Mới ngày nào Phúc còn đang ngồi chia sẻ với các mẹ về dịch vụ chăm sóc bầu của Bảo Hà, thì hôm nay đã ngồi ở đây chia sẻ về dịch vụ chăm sóc sau sinh rồi. Tính đến thời điểm này thì Hồng Phúc đã sinh em bé được hơn 1,5 tháng rồi và đã chăm sóc sau sinh được 5 buổi, và sau buổi thứ 5 thì mới có thời gian và đủ cảm nhận để chia sẻ với các mẹ về dịch vụ này. Để so sánh với lần sinh bé đầu là bé Pumpkin thì lần sinh bé Kai này, cái cơ thể của Hồng Phúc cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi. Và rất may dịch vụ chăm sóc sau sinh của Bảo Hà đã giúp mình cải thiện rất là nhiều. Cái thời gian để sắp xếp chăm sóc thì cũng rất là khó bởi vì em bé còn quá là nhỏ. Thế nhưng mà các bạn chuyên viên đã không quản ngại thời gian nắng mưa để có thể đến giúp Hồng Phúc có được một cái dịch vụ thật là tốt, cải thiện sức khỏe. Nếu như các mẹ thắc mắc là dịch vụ chăm sóc sau sinh của Bảo Hà Spa có những gì, thì đó là các bạn chuyên viên đến thì đầu tiên là sẽ hỏi ngay là các mẹ sẽ bị đau ở chỗ nào, nhức ở đâu nhiều nhất. Bản thân Hồng Phúc thì như đã chia sẻ là do khi sinh Hồng Phúc có sử dụng dịch vụ là tiêm gây tê màng cứng, thế nên là cũng cảm thấy rất là đau lưng sau đó. Và cái vấn đề này thì đã được bạn chuyên viên của Bảo Hà Spa giúp đỡ rất là nhiều. Bạn tác động rất là nhiều đến vùng lưng, vùng hông, hay là buổi tối bây giờ mình bị mất ngủ thì bạn cũng tác động đến phần cổ, lưng, vai, gáy. Sau khi được tác động vào những cái phần đó thì mình cảm thấy rất là thư giãn, cực kỳ thư giãn luôn, và cảm thấy mọi thứ nó hanh thông ở trong cơ thể và lại có nhiều cảm hứng hơn để chăm bé. Mặc dù bản thân Hồng Phúc thì thấy cơ thể mình rất là mệt mỏi và đôi khi không tự tin lắm, nhưng mà khi nhiều người đến thăm hay là bạn bè mình có ghé qua thì nói rằng là thần thái hay là cũng như là cơ thể của mình cũng không quá là bị xồ xề, hay là thần thái cũng không quá là mệt mỏi. Một phần Hồng Phúc nghĩ rằng công rất lớn đấy là do Hồng Phúc được sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh của Bảo Hà Spa. Vì thế Hồng Phúc cũng xin khuyên các mẹ là nếu muốn có một thai kỳ khỏe mạnh và một sức khỏe thật là tốt sau sinh thì chúng ta đừng ngần ngại đến với những dịch vụ chăm sóc cho bà bầu và chăm sóc sau sinh. Cụ thể ở đây với gói mà Hồng Phúc đang tham gia của Bảo Hà Spa thì chắc chắn là một sự lựa chọn mà các mẹ nên tham khảo.